Israel sở hữu nhiều hệ thống phòng không hiện đại có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ bên ngoài vào nước này, từ tên lửa tầm ngắn đến tên lửa hành trình và đạn đạo. Tên lửa đánh chặn của các hệ thống này cũng không hề rẻ. Đêm ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa về phía Israel. Đây là lần thứ hai Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel trong năm 2024. Cuộc tập kích trước đó là vào tháng 4, sử dụng cả tên lửa và máy bay không người lái. Giới chức Israel cho biết, đến sáng ngày 2 tháng 10, cuộc tấn công dường như đã kết thúc và không có mối đe dọa nào khác. Tuy nhiên, Israel chưa xác định được mức độ thiệt hại trong đợt tập kích và từ chối công bố địa điểm trúng tên lửa. Các nguồn tin từ Mỹ cảnh báo, cuộc tấn công tên lửa của Iran có thể diễn ra vào ngày 1 tháng 10, chỉ bắt đầu lan truyền vài giờ trước khi tên lửa được phóng đi. Không rõ thông tin này có được từ đâu, chúng có thể đến từ hình ảnh vệ tinh, thông tin liên lạc mà tình báo chặn được hoặc thông báo ngoại giao. Iran được cho là đã thông báo cho Nga trước khi tấn công, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói, Iran đã phóng tổng cộng khoảng 180 tên lửa trong đợt không kích diện rộng vào tối ngày 1 tháng 10. Có hai người Israel bị thương vì mảnh vỡ tên lửa ở Tel Aviv và một dân thường Palestine thiệt mạng vì mảnh vỡ ở Jericho. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, cuộc tấn công này, Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Fatah 2 và đã phá hủy radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 2 và Arrow 3 của Israel. Trong cuộc tập kích trước đó, Iran đã sử dụng hơn 300 tên lửa và UAV Lần này, Iran không sử dụng UAV, điều đó cho thấy chúng có vẻ như không hiệu quả trước một đối thủ có hệ thống phòng không tinh vi của Israel. Iran cũng có thể đã không sử dụng tên lửa hành trình trong cuộc tấn công mà chỉ sử dụng tên lửa đạn đạo. UAV Shahed của Iran có tốc độ tương đối chậm và có thể dễ dàng bị máy bay chiến đấu bắn hạ. Tên lửa hành trình dựa vào khả năng cơ động để xuyên thủng hệ thống phòng không, nhưng cũng vẫn chậm hơn so với tên lửa đạn đạo. Tên lửa hành trình Pavel của Iran chỉ có tốc độ khoảng 500 m một giây. Nga cũng từng sử dụng UAV Shahed trong các cuộc tấn công vào Ukraine Hồi tháng 8 vừa qua, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shinsky cho biết nước này đánh chặn được 63% UAV, 67% tên lửa hành trình do Nga phóng, trong khi tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo chỉ là 4,5%. Tên lửa đạn đạo rất khó đánh chặn do chúng có tốc độ cao. Các tên lửa Imad và Gat được Tehran sử dụng trong cuộc tấn công hồi tháng 4 có thể di chuyển với tốc độ gấp 6 lần tốc độ âm thanh và mất 12 phút để bay từ Iran tới Israel. Tốc độ của chúng là 4.600 m một giây trong khi đó tên lửa siêu thanh Fata có tốc độ tối đa ước tính 10.000 10 m một giây. Theo đánh giá của Mỹ cách đây hơn 2 năm, Iran được cho là có khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo. Con số này ở thời điểm hiện tại có thể cao hơn. Dù đã phóng 180 tên lửa đạn đạo, nhưng Iran được cho là vẫn giữ lại phần lớn kho vũ khí của mình trong trường hợp xung đột với Israel leo thang thành cuộc chiến toàn diện. Việc phóng 180 tên lửa đạn đạo vào Israel trong khoảng thời gian ngắn cho thấy Iran đã tìm cách áp đảo hoặc làm kiệt quệ hệ thống phòng không của đối phương. Israel sở hữu nhiều hệ thống phòng không tinh vi có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ bên ngoài vào nước này, từ tên lửa tầm ngắn đến tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Theo tổ chức phòng thủ tên lửa Israel, lớp dưới cùng trong hệ thống phòng không của nước này là vòm sắt. Có ít nhất 10 khẩu đội vòm sắt ở Israel, mỗi khẩu đội được trang bị một radar phát hiện tên lửa. Khi phát hiện mục tiêu, hệ thống chỉ huy và kiểm soát sẽ nhanh chóng tính toán xem quả đạn đang bay tới có thể gây ra mối đe dọa hay nó sẽ rơi xuống khu vực không có người ở. Nếu tên lửa thực sự gây ra mối đe dọa, vòm sắt sẽ phóng tên lửa đánh chặn để rồi phá hủy nó trên không. Mỗi quả tên lửa đánh chặn của vòm sắt có giá khoảng 40.000 đến 50.000 đô la. Tuy nhiên, hệ thống này chủ yếu được sử dụng để đánh chặn tên lửa tầm ngắn, thường là các tên lửa do Hamas phóng từ Gaza. Lớp tiếp theo là David được sử dụng để chống lại các mối đe dọa tầm ngắn và tầm trung. David là dự án chung giữa Rafael của Israel và Raytheon của Mỹ. Hệ thống này sử dụng các tên lửa đánh chặn Stunner và Skyceptor để tiêu diệt mục tiêu cách xa tới 300 km. Tiếp sau, Sling là các hệ thống Arrow 2 và Arrow 3 do Mỹ và Israel hợp tác phát triển. Arrow 2 sử dụng đầu đạn phân mảnh để phá hủy tên lửa đạn đạo đang bay tới trong giai đoạn cuối. Arrow 2 có tầm bắn 90 km và độ cao đánh chặn tối đa là 50 km. Hệ thống này được xem là biến thể nâng cấp của hệ thống Patriot. Trong khi đó, Arrow 3 đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay tới trong không gian trước khi chúng quay trở lại bầu khí quyển trên đường đến mục tiêu. Arrow 3 có tầm bắn là 2.400 km và độ cao đánh chặn tối đa là 90 km. Do các hệ thống phòng không của Israel đều rất hiện đại nên tên lửa đánh chặn cũng rất đắt tiền. Hồi tháng 4 năm 2024, một cựu cố vấn tài chính của tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel cho biết một tên lửa Arrow thường có giá từ 3,5 triệu đô la trở lên và tên lửa đánh chặn David Sling có giá 1 triệu đô la. Trong cuộc tấn công hồi tháng 4, Israel được cho là đã tốn hơn 1 tỷ đô la tiền tên lửa phòng không và các thiết bị khác để đánh chặn tên lửa và UAV của Iran. Với khoảng 180 tên lửa đạn đạo mà Iran đã phóng trong cuộc tấn công ngày 1 tháng 10, Israel có thể phải sử dụng tới các hệ thống phòng không phức tạp đi kèm với các tên lửa đánh chặn có giá đắt đỏ và do vậy, chi phí lần này sẽ cao hơn nhiều so với tháng 4. Cuộc tấn công mới nhất của Iran khiến Israel có lý do trực tiếp để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran và điều này có khả năng châm ngòi cho một cuộc chiến quy mô lớn trong khu vực. Ông Mohannad H. Ali, phó giám đốc nghiên cứu thuộc trung tâm Carnegie Trung Đông tại Beirut nhận xét. Cùng chung quan điểm này, ông Ashon Aftova, giáo sư về các vấn đề của an ninh quốc gia tại trường đại học Hải quân ở California cho rằng Cuộc tấn công của Iran có thể không có mục đích chiến lược nào ngoài việc buộc Israel phải suy nghĩ kỹ hơn khi muốn tấn công các tài sản hoặc đồng minh của Iran trong lần tiếp theo. Nhưng hành động của Iran có thể làm bùng phát thêm xung đột. Điều này có khả năng đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách của Iran. Trước đây, Tehran thường cố gắng ngăn chặn các cuộc xung đột vũ trang lan rộng tới biên giới của nước này bằng cách trang bị vũ khí, huấn luyện và tài trợ cho các lực lượng dân quân xung quanh khu vực để mở rộng dấu ấn quân sự. Ông Ostova nhận định, cho dù Israel có phản ứng nhanh hay không, cuộc tấn công của Iran chắc chắn sẽ khiến xung đột ngày càng nguy hiểm và khó lường hơn. Một thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông ở Washington, Bilal Asad, nhận xét khả năng xung đột leo thang hay không sẽ phụ thuộc vào phản ứng đáp trả của Israel. Israel có thể nhận thấy đây là cơ hội duy nhất để gây tổn hại cho tất cả các đối thủ của nước này và giáng cho họ một đòn chí mạng. Các nhà phân tích an ninh cho rằng thiệt hại mà Israel gây ra cho Hezbollah, lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, đã làm suy giảm khả năng dân đe của Tehran theo giới quan sát, hiện Israel có nhiều lựa chọn hơn để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10. Trước đó, vào tháng 4, Israel lo ngại việc thực hiện phản ứng quá mạnh mẽ nhằm trả đũa vụ tấn công tên lửa của Iran sẽ khiến Tehran yêu cầu các lực lượng dân quân của nước này, đặc biệt là lực lượng Hezbollah ở Liban vào cuộc. Một cựu sĩ quan tình báo Israel, Dani Sitrinovic, cho rằng Israel có nhiều lựa chọn hơn để đối phó với Iran so với hồi tháng 4 vì về cơ bản mối đe dọa từ lực lượng Hezbollah đã giảm đáng kể. Chính quyền tổng thống Mỹ Biden có thể dục Israel kiềm chế phản ứng của mình, nhưng trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần, tiếng nói của họ sẽ có thể ít ảnh hưởng hơn so với hồi tháng 4. Cựu nhân viên tình báo nói: "Đây là một sự leo thang mà kết cục khó có thể lường trước. Hành động của Israel gần như chắc chắn sẽ khiến Iran đưa ra một phản ứng khác. Chúng ta dường như đang ở giai đoạn đầu của một cuộc đối đầu mạnh mẽ giữa Iran và Israel." Ngày 2 tháng 10 trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng liên quan đến vụ Iran tấn công tên lửa vào Israel, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Israel hết mình. Cùng ngày, người phát ngôn quân sự cấp cao của Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cũng mô tả cuộc tấn công này là nghiêm trọng và nguy hiểm. Ông nói, cuộc tấn công này chắc chắn sẽ hậu quả. Trong hai tuần leo thang căng thẳng, nhiều nhà quan sát nhận định rằng cuộc tấn công này khó có thể là lần cuối cùng Iran tấn công Israel. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.